Ngày 5 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Yên Thanh phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Quang Chính tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Liệt sĩ Lê Quang Chính sinh ngày 7 tháng 11 năm 1953, nguyên quán xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, trú quán khu 1, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, tháng 2 năm 1971, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí đã tình nguyện nhập ngũ tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam. Trong quá trình chiến đấu, đồng chí Lê Quang Chính đã được nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương chiến công vì đã lập được nhiều thành tích xuất sắc. Đồng chí đã anh dũng chiến đấu và hy sinh ngày 10 tháng 8 năm 1974 tại xã Điện Tân, nay là xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thi hài liệt sĩ Lê Quang Chính được quy tập tại nghĩa trang liệt sĩ xã Điện Phong sau 45 năm an nghỉ tại Quảng Nam, được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền các địa phương, cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Tháng 6 năm 2019, hài cốt liệt sĩ Lê Quang Chính đã được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Uông Bí. Tại lễ truy điệu trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dành một phút mặc niệm tri ân công lao, sự hy sinh to lớn của liệt sĩ Lê Quang Chính cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.